Thưa quý vị và các bạn, trại sáng tác sân khấu khu vực đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề Bạc Liêu tiềm năng và khát vọng do Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức vừa khép lại vào cuối tháng 9 vừa qua, thực sự mang lại cho anh em văn nghệ sĩ nói chung, anh em hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, đờn ca tài tử tỉnh Bạc Liêu nói riêng niềm vui phấn khởi. Bởi vì chỉ trong 5 ngày diễn ra trại sáng tác, Bạc Liêu đã tạo được nguồn cảm xúc dồi dào đối với các tác giả để cho ra đời hàng trăm tác phẩm các thể loại viết về quê hương Bạc Liêu. Phát biểu tại lễ khai mạc trại sáng tác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thanh Duy nhấn mạnh, trại sáng tác lần này có một ý nghĩa rất quan trọng do được diễn ra sau khi cả nước, trong đó có Bạc Liêu, vừa tổ chức kỷ niệm 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Vì vậy, có thể xem 150 tác phẩm được ra đời từ trại sáng tác lần này như một sự đánh dấu góp phần cùng những thành quả mà anh em văn nghệ sĩ của các chuyên ngành đã nỗ lực đạt được từ đầu năm đến nay cho nền văn học nghệ thuật của tỉnh Bạc Liêu. Đây không chỉ là niềm vui của những người làm công tác tổ chức, mà còn là niềm tự hào của những người con Bạc Liêu khi tên gọi của quê hương lại được vang lên trên hàng trăm tác phẩm nghệ thuật mới. 44 tác giả trong làng văn hóa văn nghệ của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã mang đến Bạc Liêu đa dạng cung bậc cảm xúc, gửi gắm vào vùng đất và con người nơi đây. Lần thứ nhất thì mình đi, lúc đó mình đi theo gia đình á, thì mình có đi nhưng mà lúc đó là đường xá rồi nó còn chật hẹp dữ lắm. Rồi cái phương tiện đi, còn bây giờ thì mình đến Bạc Liêu thì thấy không những là những cái cảnh đẹp mà nhất là đến cái chỗ là khu tưởng niệm của bác Cao Văn Lầu. Mình là người sáng tác, mình đến đó mình thấy rất là cảm động. Và mình thấy bấy lâu nay thì mình cũng viết nhưng mà nhiều khi mình cũng nghĩ lớn tuổi rồi mình quên đi những cái cảm xúc đó. Nhưng mà hôm nay trở về Bạc Liêu là cái cảm xúc mình thấy là trẻ lại rất là nhiều là đối với Bạc Liêu. Chắc chắn là kỳ này mình sẽ có những cái mới mẻ hơn viết về Bạc Liêu với một cái tiềm năng, cái khát vọng và cái sự phát triển ở đây. Đối với Bạc Liêu thì mình thấy là còn tiềm năng nhiều lý lắm. Đặc biệt lịch trình của trại sáng tác lần này được xem là khá hấp dẫn và mang nhiều ý nghĩa. Ban tổ chức đã lồng ghép chương trình của trại với các hoạt động của địa phương để các trại viên cùng tham gia, như lễ họp mặt kỷ niệm ngày sân khấu Việt Nam và giỗ tổ cổ nhạc tại khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Thưởng thức các chương trình thi diễn của cuộc thi tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2023 do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tổ chức. Về Bạc Liêu thì tôi cũng tới đi phượt rồi đi tham quan cũng vài lần rồi. Nhưng mà lần này đi thì đi chung với đoàn các anh chị soạn giả, tác giả. Với lại mình đi tham quan cũng có trọng điểm, có địa điểm cho nên là cái cảm xúc đối với sáng tác đó là nó rất là có cảm hứng. Và đi cũng đi qua bên khu tưởng niệm của bác Sáu Lầu, rồi tối thì đi xem diễn các hội diễn diễn viên tài năng, rồi sáng nay thì đi tham quan khu điện gió. Nhưng là cảm xúc nó có nhiều cái mới và nhiều cái rất là thú vị. Cái yêu cầu của trại sáng tác là cái thời gian nó cũng nạp bài nó cũng ngắn, cho nên có lẽ là sẽ viết vọng cổ với lại có thể là viết bài bản tài tử. Thì cái đề tài chắc là viết về điện gió quá, chứ về điện gió với lại cái màn dài của Hoài Lan của bác Sáu Lầu. Xem cái không gian nó có thể là kết hợp cái đờn ca tài tử với cái tại cái chỗ điện gió không, thì thấy cái ý tưởng nó cũng là hợp lý. Thì mình sẽ viết về cái tiếng đàn, cái tiếng hát nó vang giữa cái không gian điện gió. Nó giống như là cái truyền thống và cái hiện đại nó kết hợp với nhau, nó hòa quyện với nhau. Nó nâng cái Bạc Liêu bay lên. Với 150 tác phẩm đa dạng ở các thể loại được sáng tác từ hội trại đều tập trung ca ngợi về tình yêu quê hương, đất nước, thiên nhiên, con người Bạc Liêu, những thành quả cách mạng của quân và dân Bạc Liêu trong các cuộc chống giặc ngoại xâm và trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong chặng đường xây dựng nông thôn mới,
về những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là hình ảnh về một Bạc Liêu hiện đại với tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong đó có không ít tác phẩm viết về các điểm tham quan du lịch gắn liền với tên tuổi của Bạc Liêu, là niềm tự hào của người dân xứ Bạc xưa và nay, như khu mộ lưu niệm đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu, đặc biệt là khu điện gió Bạc Liêu, một loại hình du lịch mới biểu hiện cho sự trẻ trung hiện đại của Bạc Liêu ngày nay. Cho rằng đây là một trong những cái trại mà đã thu lượm được cái kết quả là khá tích cực. Thứ nhất, 44 tác giả mà có đến 150 tác phẩm, thì như vậy là mỗi tác giả là sáng tác được gần 3 tác phẩm. Cái thứ hai nữa là trại đây là mình không gói gọn vào một thể loại, tức là không phải là kịch bản sân khấu, hoặc không phải là các bài ca cổ, không phải là các cái bài bản về tài tử, mà cả ba loại hình đó, ba thể loại đó đều được hòa trộn, nó tạo nên một cái trải là khá sinh động, phong phú và đa dạng trong các cái hình thức sáng tác, thể loại sáng tác và thể tài sáng tác. Và cái được thứ ba của cái trại này thì hầu như các tác giả của các tỉnh thành bạn khu vực đồng bằng sông Cửu Long để hội tụ với đây dự trại của tỉnh Bạc Liêu với cái chủ đề là Bạc Liêu tiềm năng và khát vọng, thì hầu như được các tác giả đều viết về vùng đất, con người, lịch sử, văn hóa và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bạc Liêu qua các thời kỳ. Thì tôi cho đấy là một cái tâm thế và một cái tình cảm, một cái tấm lòng của các tác giả các vùng miền đã gắn bó, yêu thương, trân trọng cái vùng đất lịch sử Bạc Liêu của chúng ta. Nói chung là ngay từ đầu trước khi mà dự cái trại sáng tác này á, thì Thấm cũng như là tất cả mọi người đều đã có cái ý tưởng về viết về, đa số ha, là có ý tưởng viết về cho Bạc Liêu những cái tác phẩm cũng như là tuồng cải lương hoặc là chập cải lương hoặc là những bài bản đờn ca tài tử rồi bài vọng cổ. Ác hẳn là ai cũng đã có ý tưởng rồi. Còn riêng Mai Thấm là trước đó, trước khi dự cái trại này cũng đã nộp một kịch bản 40 trang về cải lương rồi. Nhưng mà khi mà đến đây rồi á, Thấm lại muốn viết thêm nữa, muốn viết về quê hương Bạc Liêu này thêm nhiều tác phẩm nữa. Ví dụ như là Thấm muốn viết về cái công trình cánh đồng điện gió này, rồi viết về những danh lam thắng cảnh của Bạc Liêu, rồi những cái khu di tích của Bạc Liêu. Và cái miền đất Bạc Liêu này hình như ai đến đây cũng khơi gợi lên cho mình một cái niềm cảm hứng. Không những là tác giả mà mới có những cái ý tưởng như vậy đâu, mà là Thấm nghĩ là những cái du khách bình thường họ đến đây họ cũng thấy hào hứng lên, họ cảm thấy họ vui vẻ, hoan hỷ hơn rất là nhiều ạ. Đến với Bạc Liêu thì cũng hơi nhiều lần rồi, nhưng mà Thấm lần đầu tiên là đến cánh đồng điện gió này á, cho nên là cảm thấy cực kỳ thú vị luôn. Nếu như mà du khách gần xa đến Bạc Liêu thì hãy dừng chân lại nơi cánh đồng điện gió này nhé. Quý vị sẽ có những bức ảnh tuyệt đẹp và ở nơi đây làm cho con người ta cảm thấy trong lòng mình phóng khoáng hơn rất là nhiều ạ. Có thể nói trại sáng tác lần này được đánh giá là tổ chức khá chu đáo và bài bản, vì các trại viên về Bạc Liêu không chỉ được tham quan tìm hiểu thêm về xứ sở này mà còn được trao dồi thêm kiến thức thông qua các buổi tập huấn chuyên môn về kỹ năng viết kịch bản và thực tế sáng tác do nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam giảng dạy. Đây là điều các trại viên rất tâm đắc, đặc biệt đối với những tác giả trẻ, vì kiến thức sẽ giúp tài năng, năng khiếu được trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Theo cái quan điểm của mình, thì mình đi tham quan ở trong cái trại sáng tác này, không hẳn là mình đi để mình ngắm cái này, cái kia để mình viết, mà nó còn cảm xúc từ những cái chuyến đi trước cộng lại nữa, những cái hiểu biết của mình về cái địa phương đó. Nhưng có một cái rất là thú vị là anh em họp mặt lại đông vui như vậy, cả gần 50 người, rồi trao đổi chuyện về cuộc chơi sáng tác, về cái nghề, cái văn nghệ với nhau, thì nó tạo nên rất là nhiều cái cảm hứng để mình sáng tác, chứ không chỉ là mình đi tham quan để mình nắm được cái số liệu, cái tư liệu này kia không. Cho nên là mình Bạc Liêu mình kỳ này làm cái sáng tác
đông quy mô như vậy thì mình thấy rất là bổ ích, có rất là nhiều cảm hứng để sáng tác. Qua cái đợt này thì mình thấy là cái tổ chức rất là chu đáo, gắn kết với lại cái diễn ra cái tài năng trẻ cải lương, thì đó là một cái sự kiện mà nó làm, nó giúp cho mình sống lại với nghề. Mình thấy là phải nói là Bạc Liêu tổ chức được vừa cái sự kiện cải lương rồi vừa kết hợp với này, thì anh em nói chung là trong đoàn rất là phấn khởi, và mình hy vọng rằng là anh em là sẽ có những cái tác phẩm tốt về Bạc Liêu. Cái ưu điểm của cái trại này là các tác giả được tiếp cận với các cái tác phẩm vở diễn tiêu biểu trong cái cuộc thi tài năng sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc cải lương tại nhà hát Cao Văn Lộc, đồng thời cũng đã được đi tham quan những cái mô hình về phát triển kinh tế mới của Bạc Liêu, rồi tham quan khu di tích để danh lam thắng cảnh của Bạc Liêu, thì đây cũng là tạo ra cái chất xúc tác, tạo ra nguồn cảm xúc và tạo ra cái không gian sáng tạo mới, cái cảm nhận mới để các tác giả thai nghén và viết về, tiếp tục có những tác phẩm phản ánh về vùng đất Bạc Liêu. Thì cái mà các tác giả được trao đổi trong cái trại lần này ấy, là chủ yếu là trao đổi về kinh nghiệm sáng tác, về chất lượng sáng tác, về thủ pháp sáng tác, về nghệ thuật biên kịch. Cho nên cái đó ấy, nó sẽ dẫn dắt các tác giả đến với những cái tác phẩm đạt chất lượng cao hơn, đòi hỏi là cách viết, cách thể hiện, cách kể chuyện, cách sáng tạo mới hơn, và nó thực sự bài bản, chuyên nghiệp hơn. Đồng thời ấy, là nó giới thiệu được và nó dự báo được những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống ngày hôm nay, những vấn đề mới mà Đảng, và nước và nhân dân chờ đợi, khát vọng ở các tác giả, để các tác giả đồng bằng viết về Bạc Liêu và tham gia trại Bạc Liêu này tiếp tục thể hiện một cái tình cảm, cái tâm thức trách nhiệm là gắn bó với Đảng và đồng hành máu thịt với nhân dân, thì các tác phẩm nó sẽ có sức sống lâu bền trong nhân dân. Để các tác phẩm bám sát chủ đề Bạc Liêu tiềm năng và khát vọng, đồng thời mang tính giá trị nghệ thuật cao, sau quá trình nghiên cứu, tham quan, học tập và sáng tác, các tác phẩm mới được gửi về ban tổ chức để hội đồng là các tác giả, đạo diễn có uy tín, kinh nghiệm của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định. Kết quả, ban tổ chức đã nhận được 27 kịch bản cải lương, 54 bài bản tài tử và 66 bài vọng cổ. Theo như lời nhận xét của nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, thì với số lượng 55 tác phẩm được sáng tác, có thể xem là một sự thành công của trại lần này. Tại buổi bế mạc trại sáng tác, nghệ nhân ưu tú Đỗ Ngọc Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Bạc Liêu, trưởng ban tổ chức đã xúc động phát biểu. Các trại viên đã thai nghén những đứa con tinh thần và cho ra đời những tác phẩm hay, tâm huyết, góp phần tô điểm thêm đẹp phong trào văn hóa văn nghệ của Bạc Liêu nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Trong thời gian tới, hội sẽ phổ biến và đưa các tác phẩm đến các câu lạc bộ, nhà văn hóa trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tương lai không xa sẽ có nhiều tác phẩm mới, đặc sắc để phục vụ người Bạc Liêu và du khách gần xa. Điều này vừa là niềm vui nhưng cũng là trách nhiệm đối với Ban Thường vụ Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới. Chương mục văn học nghệ thuật của Đài Truyền hình Bạc Liêu xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.